Ok chào anh em, ở đây mình sẽ chọn được ít cây cần nè anh em. Đó, những cây này sẽ là những cây he chi, những cây cần câu ngâm. Đó, cây này thì mình bán với giá xem như thanh lý nhé, xem như một vài cây mình bán dọn kho. Rồi, để mình lên cụ thể từng cây cần cho anh em xem. Shop bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip shop lên đó, thì anh em cứ gửi về cho shop nhé. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, ok, gửi cho anh em cây số 1. Cây số 1 gửi cho anh em là một cây cần của hãng gì không biết luôn. Đó. Như là cây này của Tika. Đây, Tokyo cái giống gì nè. Đó. Hàng của China xuất Nhật. Thì cây này thì là một cây carbon nha anh em, một cây carbon. Đó, đây. Thì cây này nó chỉ có dài chỉ có 1m25 thôi nha anh em, 1m25. Cần carbon đọt tháp. Đây. Phèn là phèn hãng nhá, phèn hãng. Lỗi sướng bộ này tổng thể ngoài hình còn ok đó, bát thẳng luôn. Đây, căng máy chèo, cái này là cái cọng dây thun nó dính nha nè, cọng dây thun. Tổng thể nhìn cần còn khá đẹp. Cái này 1m25 thì chuyên về cho anh em là câu trên ghe, trên bè, trên thuyền nhé. Dạ anh em câu mấy cái vừa vừa đó. Đọt này cũng dạng tương đối cứng, nó cứng ra tập khoảng 20-30 đó. Anh em câu dạng he chi, câu ngâm ngon lành. Thì cái này nó nặng là 120g, đọt 1 ly 2, dài 1m25, cứng 20-30. Giá công khai cây số 1 giá là 350k nha anh em, 350k cộng ship cần carbon. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 gửi cho anh em là một cây cần một khúc. Đó, đây tên của nó đây. Đó. Cái này thì chắc từ Nhật về rồi. Đó, comment Nhật rồi. Phen lên em, phen là lỗi xít nhá, phen lỗi xít coi, cái này lỗi xít thôi, đây, phen hãng lỗi xít, đọt tháp, cây một khúc thôi nha anh em, một khúc và đọt nó gấp là nãy, đó, cái này cũng dạng chiên về cho anh em câu trên ghe trên bè nhá, cái này nó chiều dài sẽ là 1m1 nha anh em, 1m1 và cần còn tương đối ok, bát nó sẽ là bát thẳng, đó, cản ở đây. Rất ok nha anh em, câu cây này trên bè trên thuyền là ngon lành. Đó, đọt khá là nảy nhá, đây khá là nảy luôn. Đây, ok nha anh em. Thì cây này nó dài là 1m1, nặng là 100g, đọt 1 ly 3, đọt cứng cái này ra tầm khoảng 15 thôi nhá, đọt cứng ra tầm khoảng 15. Rồi, giá công khai cây số 2 giá sẽ là 250k nha anh em, 250k cộng ship cây số 2. Ok, càng khá ok, ngoại hình tương đối mới. Đó. Mấy cây này thì fan ke thì nguyên tin hết nha. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 thì gửi cho anh em một cây cần nội địa. Cái này nội địa thì sẽ là bass Pussy Seven. Đây, ngoại hình đẹp nhá. Góc cán hậu quấn rất là đẹp nè. Đó. Xuất sắc. Đây, hàng nội địa Nhật nha mọi người. Đó. Như cây này của Yamamoto. Phen là phen xứ xám Fuji đây. Đó. Nguyên bộ luôn nhé. Đây, có like một cái phen này đây. Đó. Đây ở trên đây xứ xám lên đây like phen này. Đó. Bù đây. Đó. Bù xứ xám luôn nha. Cái này vẫn là một cây cần một khúc như này, đọt cũng tương đối nảy nè. Đó, cực kỳ nảy nha. Thì cái này nó nặng là 100g, đọt 1 ly 1, cứng ra tầm khoảng 10-15, dài 1m25, giá công khai cây số 3, giá là 350k luôn nhé, 350k cây số 3. Gốc cái này sẽ là gốc carbon, đọt cái này là đọt sợi thủy tinh. Tiếp theo cây số 4, cây số 4 gửi anh em là một cây cần he chi 2 khúc, 2 khúc 2 ngọn, đây anh em, đó, đây, cán là cán máy chèo. Phôi dạng phôi phôi này xem như giống như là phôi carbon pha rồi đây. Đó, đây nó vẫn có cái ánh bóng nhá. Đây, cần Suzumi, đây, cần Suzumi, bass Fuji, phèn Fuji, cần dài 1m8 nhá. Đó, cần dài 1m8, tổng thể cần còn rất là đẹp nè. Đó. Xuất sắc nhé,
Đây. Đó. Cái này xem như là phép đi nè, à, phép đi thì vậy nói chuyện. À, cho mình không biết rõ thì báo phép. Càng đẹp nhé. Kèn hai đọt cứng khác nhau, tùy vào địa hiểm và địa hình anh em câu nhé. Nguyên zin hết. Thì cái này dài 1m8, đọt cứng sẽ là 80 và một đọt cứng sẽ là 15-20 nhé. Thì cái này nặng sẽ là 124g, đọt 1.3 và 1.4, dài 1m8. Giá cây công khai cây số 4, giá là 350k luôn nha anh em, 350k cộng ship. Một cây cần Suzuki nè, được từ thị trường Nhật về, Bass Fuji, Fan Fuji 130k, hai đọt, quá ok nha anh em. Đó. Tiếp theo gửi cho anh em là cây số 4 và cây số 5. Cây số 5 sẽ là một cây hàng thanh lý. Đây. Cây số 5 sẽ là một cây cần dạng cần rút nha anh em, cần rút mà cần xúc lỡ. Thì đây là một cây cần rút của Daiwa. Đây. Super gì nè, đó. Cây này 15-2m7 nha nè, 15-2m7, một cây cần đây qua, bát cần sẽ là bát Fuji, đây một cây đây qua, bát cần bát Fuji, phen cần phen Fuji, đây phen Fuji, và cây này thì mình về nó sẽ mất cái đọt đây, nó vuột cái đọt, cái này là cái dấu mà bu của anh em, cái bu của anh em nó bị vuột ra, đó. Đây, cái dấu bù nó bị vụt ra và nó đẩy mấy cái phen trong đây nó đi mất luôn. Đó. Thì anh em mua cái này thì một là anh em phải có cái phen anh em thay vô nha. Đó. Chứ anh em nào có phen thay vô thì chốt, không có thì để cho anh em sau chốt nha. Đây, sau cần cho anh em xem, cần rất là đẹp nha. Đây, đọt đây, sẵn gân gút nha, rất là đẹp. Không chạy, không bể, không dập gì cho nha anh em. Đó. Chiều dài thì nguyên zin, nó chỉ mất phen thôi. Đây, rất là đẹp nhé. Đây, còi ánh kim. Đó. Đây, đó. Rất là đẹp. Gút ra tương đối thẳng nhé. Càng ok. Đó. Cái này thì mình bán cho anh em nào thợ về lên phen nhé. Đó. Thì cái này nặng sẽ là 172g, đọt 2 ly. Đó. Dài 2m7. Nếu xét về độ cứng thì cái này cứng ra tầm khoảng 30-50 nhé. Rồi giá công khai cái số 5, giá là 350k luôn nhé. 350k cộng ship cái số 5. Vậy anh em chỉ cần gắn cái bung vô nè. Đó, thêm hai cái phen chạy nữa là ok, to bình thường nhé. Đó, anh em nào có thì anh em chốt nha anh em. Tiếp theo cái số 6. Cái số 6 gửi cho anh em là một cây cần chất liệu phíp nha anh em, một cây chất liệu phíp. Phíp đỏ nhé, cây này là cây phíp đỏ. Đó. Móp là móp cản người qua. Phen là bạn phen đây phen hãng nhá, bát nó đây bát hãng luôn. Đó. Đây. Đây. Keo chỉ còn tương đối ok. Đó. Ngoại hình tương đối ok luôn. Thì cái này đọt tháp nha anh em, đọt tháp, đọt sữa tinh, đọt đặc, tăng độ tải của cần lên nhá. Thì cái này dài 2m1, hàng sản xuất tại Korea nha anh em, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Tổng thể của hình còn ok, không xây xác xuất sắc gì nhiều. Thì cái này nặng là 195g, đọt 1.7, dài 2m1, độ cứng cái này ra tầm khoảng 30. Giá công khai cây số 6, giá 200k thôi nha anh em, 200k cộng ship cây số 6. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 gửi cho anh em vẫn một cây cần phíp. Đây, một cây cần phíp. Thì cây cần phíp này dạng cần phíp Hechi nè, cần máy chèo. Đó, sơn giả trúc. Phen cái này sẽ là phen phen hãng luôn nha nè, phen hãng. Đó, phen hãng. Bát sẽ là bát hãng luôn. Đó. Sơn dài chút. Đó. Màu sơn thì tương đối đẹp rồi. Ok nhá. Đọt là đọt tháp. Đó, đọt tháp. Đọt đặc sẽ đi tinh, tăng độ tải cái cần lên. Đây. Cần ok nha mọi người. Đẹp nhá. Đặc biệt cái này nó có định vị nên nè, đây thường cái này định vị đây nè anh em, để vô hai cái đỏ này nó giống nhau là thẳng thẳng băng nhá. Đó, khỏi nhắm gì hết. Thì cái này nặng là 180-185g, đọt 1.4, dài 2m1, và cái này độ cứng nó ra tầm khoảng
15-20 nha anh em, đầu cứng cây tập khoảng 15-20, đọt khá là nảy. Rồi giá công khai cây số 7, giá là 200 nhé, 200 cộng ship cây số 7. Tiếp theo cây số 8, cây số 8 gửi cho anh em là một cây cần của hàng Wincott rồi. Đây một cây Wincott hàng China xuất Nhật. Đó. Cây này là một cây cần carbon nha anh em, đây một cây carbon cán mốt đi qua cán ba khúc. Đó. Bá tà bá khu si. Đây, trên đây nó làm gần thế này, khá là đẹp nhé. Tổng thể cần thì nhìn còn tương đối ok. Đó. Bát phu si, phen là phen hãng nhé. Đó. Thì cái này 30, cứng 30 dài 2S1, ngoại hình tương đối ok, đẹp sạch sẽ. Phen ngon lành, không lỗi. Đó, buồn ở đây. Buồn này là bu phu si nha anh em. Bu phu si. Đó. Cần ngoại hình tương đối nha anh em, tương đối ok, không có xây xác lỗi lầm gì hết. Đó, coi carbon thì cái này nặng là 195g, đọt 2 ly, dài 2S1, độ cứng cái này ghê, độ cứng cái này là 30 nha anh em, 30-50. Rồi giá phải cây số 8, giá là 200 nhé. Tiếp theo cây số 9, cây số 9 gửi cho anh em một cây Hechi, và cây này là một cây Hechi lỗi nha. Cây Hechi này một cây Hechi carbon nè, đó đây cái này nó bị xước miếng carbon lên đây nè, đó xước lên càng càng máy chèo, đó đó càng sao báo gõ cho anh em vậy. Phen là phen Fuji loại xám, bát là bát Fuji, phôi càng thì vẫn là phôi carbon, đọt vẫn là đọt tháp nha anh em, Hechi là đọt tháp nhé. Đây càng rất là đẹp, nói chung là cũng không đẹp lắm, nó chỉ có mấy cái phen bị xước xác thế này. Cây này thì anh em về có thể lấy phen cũng được, trên đầu đây thì nó bị mẻ nhiều đây, đó, để nhờ mẻ chút này, đó, thấy không? Đó. Nhưng mà mấy cái này thì bình thường anh em cắm dao thì cái khớp nối sẽ đi vô nút nút trong này, yên tâm nhé, câu bình thường nhé. Đó. Anh em nào không ưng thì để lại, đó. Đọt nó nhỏ nhé, đọt nhỏ, phen Fuji hết. Đọt rất là nảy nha anh em. Đó. Đọt nảy cực kỳ. Thấy không? Thì cái này nặng là 190g, đọt 1.3, dài 2.1, độ cứng cái này ra tầm khoảng mừng thôi nhé. Rồi, giá không khai cây số 9, giá là 300 thôi nha anh em, 300 cộng tiếp cây số 9. 300 thì anh em có thể lấy được cái phôi nè, cái phen, cái bát, đó nếu anh em không để câu. Đó. Nhưng mà cái này là bình thường, gắn vô câu bình thường nhé, 300 giá thành lý nhé. Tiếp theo cây số 10, cây số 10 quẳng lên cho anh em một cây Hechi. Đó. Đây Hechi máy treo phôi sơn giả trúc, phen là phen Fuji nhé, phen Fuji tổng thể ngoại hình đây còn ok, bát là bát Fuji. Đó. Đây súp gomet carbon nè. Đó. Cái này cứng mừng dài 2m1 nhé. Đây phen Fuji nha anh em, đó buồn lên đây ngon lành nhá, cây này thì không lỗi nhá, tổng thể cũng hình ok đẹp. Tương đối nhá, thì cái này nó đọt nó cứng chứ có mực thôi nha nè, đây mới đọt cứng mực vũ thế này nó vũ đây, khá là nảy nhá. Thì cái này nặng là 167g, đọt 1 ly, dài là 2m1. Rồi, giá công khai cái số 10, giá là 400 nha anh em, 400 cộng ship cái số 10. Tiếp theo cái 11. Cái 11 gửi cho anh em là một cây cần nội địa nhé, cây nội địa. Đây. Nhìn cái gốc này quẳng là biết chắc nội địa luôn. Bát Fuji, phen Fuji, phôi là phôi carbon. Đó. Đọt là đọt tháp, cái này tổng thể đẹp nha. Đó. Đây. Cắm nó vào thế này. Đây, ngon lành nha. Đó, một cái Hechi chuyên về cho anh em có cảm giác có chuyện ghê trên bè trên thiên. Đọt là đọt tháp, đa phần những cái đọt tháp này đầu nảy nó rất là cao như này, đọt vảy cao nè, rồi phát tín hiệu cả cũng tương đối cao. Đó. Cái này tổng thể ngoại hình ok, không lỗi, phen bát đều ngon lành, keo chỉ ngon lành. Đó. Đây. Nhìn hết nhé.
Cây này dài là 1m7, đọt bột ly, nặng 159g, độ cứng ra tầm khoảng 10-15. Rồi giá công khai cái 11, giá là sẽ là 450k nha nè, 450k cây số 11. Rồi tiếp theo qua đây, qua đây sẽ là cây số 12. Cây số 12 gửi cho anh em là một cây cần Tsuyumi sần dạ trúc nha. Đây bát Fuji, phen là phen Fuji đó. Chừng keo cái này nó bị vàng một tí nhưng mà không sao nhé, câu bình thường. Phôi cần vẫn là phôi carbon, cản vẫn là cái máy treo. Cái này sơn da trúc đẹp nha anh em, độ sơn độ bóng nó ok. Đọt cái này vẫn là 2m1 nhé, đọt cái này vẫn là 2m1, đọt nó sẽ là đọt thấp nha anh em, đọt nó là đọt thấp, đầu nóng đây ngon lành nha. Xiaomi 2m1 chuyên anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền, câu cảm giác. Thì cái này nặng là 160g, dài 2m1, đọt 16 và cái độ cứng nó sẽ là 15-20. Độ cứng cái này chắc 15-20 rồi anh em. Cái này tương đối cứng. Rồi giá công khai cây số 12, giá 500 nha nè, 500 cộng tiếp cái 12, quá ok. Một cây carbon sơn da trúc. Tiếp theo cây 12 là cây 13. Cây 13 gửi cho anh em một cây cần vẫn là bán giá thanh lý nhé. Đây là một cây cần Olympic phôi carbon, cản máy treo, bát Fuji, phen cần là phen Fuji. Cây này nhìn vô ngoại hình tương đối mới nha anh em. Ngoại hình tương đối mới đây. Cây này 2m1 nhé. Hình ok nhé. Bụng nó đây, phen đây, phen 13. Thì cái này bị mắc cái buông như này, mắc cái buông. Nó gọi cho này là mắc buông, nó mắc khoảng nhiêu đây? Khoảng 3 phân. Cần sao thì báo cho anh em vậy. Nó mắc khoảng 3 phân nha anh em. 2m1 thì cái này nó còn 2m07. Ngon lành. Thì cái này nó dài là 2m07, đọt 1 ly. Nặng 140g. Cái này độ cứng ra tầm khoảng 20 thôi nha anh em. 15-20 vì đây đọt thấp. Nãy tương đối nãy nha. Rồi giá công khai cây số 13, giá là 350k nha nè, 350k cây 13. Tiếp theo cây 14. Cây 14 gửi cho anh em một khoảng là một cây cần Hechi phôi carbon, bát Fuji, phen Fuji. Đây cây này 15, 1m8, hàng Xiaomi. Đây phen lỗ xám nhá, đây phen lỗ xám, phen đẹp nha anh em. Cây này nguyên zin hết, cây này không lỗi gì hết, ngoại hình nó có xe xác thôi. Đây, không lỗi ngoại hình xe xác nha. Bát Fuji carbon, đọt vẫn là đọt tháp nha anh em, đọt vẫn là đọt tháp. Càng hai chi thì đọt tháp hết. Đọt cho anh em xem, đọt ok nhé. Đây thì cái đây nặng là 124g, đọt 1 ly, độ cứng ra tầm khoảng 15. Rồi giá công khai cây 14, giá sẽ là 550k nha nè, 550k cộng ship cây 14. Tiếp theo cây 15. Cây 15 gửi cho nên là một cây cần Hechi, cần hàng hệ của Shimano. Cây này mình bán thanh lý nhé. Đây một cây hàng hệ Shimano Hechi, phôi sáng ít, phôi sáng ít, sáng ít sáng gần gút luôn. Đây, rất là đẹp nhá. Thì cái này dài 3m3 nha nè, dài 3m3, phôi sáng gần gút, phôi không lỗi nhá, không lỗi, không gặp bể gì hết. Chỉ có phen đây, để mấy cái phen giùm mình nha, phen nó bị ổ vàng thế này nhưng mà cũng còn rất là chắc nha.
anh em không câu thì đi anh em mua về, nếu quan tâm đi thẩm mỹ thì anh em có thể đi kêu đi chỉ là giúp mình đó. Không thì anh em để quầy câu cũng bình thường đó, không lỗi lầm gì hết nhé. Chân keo nó bị xấu tí đó, đây cái này 3m3 3 khúc Shimano sáng ít, thế này thì rất là hiếm. Cái này dạng chiên về cho anh em có cảm giác câu mấy cái bến cảng đó, câu mấy cái cầu tàu ngon lành, rất là đẹp nha anh em. Phôi cái này thì khỏi bàn, phôi Shimano thì rất là đẹp rồi. Bát Fuji thì cái này dài sẽ là 3m3, nặng sẽ là 135g, đọt 2 ly, giá công khai cái 15, giá 700 nha anh em, 700k cộng chiếc cái 15. Tiếp theo cái 16. Cái 16 gửi cho anh em một cây cần carbon. Đó. 3 khúc thế này. Đó, cán là cán 3 khúc. Phen là phen chích nhưng mà phen hãng nha, chứ không phải là được phen Fuji đâu. Bát là bát hãng. Ngoài hình cũng tương đối đẹp. Đó, ngoài hình tương đối đẹp. Đây. Phen đề 3 đây này, phen chích nhá. Phôi carbon. Đó, ngoài hình đẹp nha anh em. Đây. Tên ở đây. Đó. Series game 8 feet 2m1, hàng Tika. Đó. Ngon lắm. Thì cái này nặng là sẽ là 209g, đọt bọt đọt 2 ly 5, dài 2m1, dài 2m4 nha anh em. Cái này anh em có thể về câu lua cũng được, câu lua cũng câu ngon lành. Cái này nó cứng ra tầm khoảng 30-50, nếu xét về độ lua thì cái này nó cứng ra tầm khoảng ML nha anh em. Rồi giá không khai cái 16, giá sẽ là 250k nhé, 250k cộng tiếp cái 16. Tiếp theo cây 17. Cái 17 gửi cho anh em một cây cần Alpha Taco 2 đọt. Đó. Đây, 2 đọt. Alpha Taco 2 đọt. Phôi vẫn là phôi carbon. Bát là bát Fuji. Phen là phen Fuji, đỏ xám. Đây, ngon lành. Cái này dài 1m8, 2 đọt, một đọt cứng là 80, một đọt cứng là 15-20 nhé. Hàng Korea xuất Nhật. Có một đọt nó sẽ bị hụt này mọi người, nào thấy không, rõ ràng một đọt sẽ bị hụt nhé. Đây một đọt cứng 15-20 bị hụt nha anh em. Đó, đọt 80 thì vẫn còn. Đây, ngon lành. Phen là phen Fuji nhé, đỏ xám. Càng hụt thì mình sẽ bảo anh em hụt thôi. Đó. Đẹp nhé, cái này đẹp, thôi sẵn đẹp. 2 đọt. Cái này nặng là 100g, đọt 1 dài 1m8, đọt 1 ly 2 và 1 đọt 1 ly 3 nha anh em. Giá công khai cái 17, giá sẽ là 550k cộng ship. Đó, cái 17. Tiếp theo cái cuối cùng, cái 18. Cái 18 đó cho anh em là một cây cần máy ngang. Máy ngang dạng anh em câu bè thiền nha, chứ không phải dạng máy ngang anh em lua nha. Đó. Máy ngang này dạng máy ngang câu ngâm hay gì đó anh em. Đó, không phải anh em câu mực cái gì đó, chứ không phải là dạng câu lua nha. Nói kỹ cho anh em vậy. Phen cần vẫn là phen Fuji nhé, phen Fuji. Đây, đóng chữ Fuji ở trong nè, rất là nhỏ nhé. Bát cần sẽ là bát là chắc bát hãng rồi. Bát cần bát hãng. Phôi cần sẽ là phôi carbon. Tổng thể ok, ngoại hình tương đối. Chứ không phải là đẹp. Cái này dài là 1m95 nha, dài 1m95. Phen đây. Được cái là buồng chống sẵn luôn. Buồng chống sẵn buồng xít xịn sò. Còn máy ngang con ngâm thì ok, cái này ngon lành. Đó. Máy ngang nha anh em. Thì cái này nặng là 147g. Dài 1m95, độ 1 ly 3. Độ cứng cái này thì độ cứng cái này ra tầm khoảng 50 nha, độ cứng ra tầm khoảng 50. Rồi giá công khai cái 18, cây cuối cùng giá là 300 nha nè, 300 cộng kiếp cái 18. Rồi đó, tổng cộng 18 cái cần lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào có thể chốt để shop điện thoại, shop tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em.